Đức Phật kể về một con rùa mù sống dưới đáy đại dương 3.000 năm mới được nổi lên mặt nước một lần. Và nếu trong lần nổi lên đó, trên mặt biển có thanh gỗ trôi ngang và con rùa vô tình đưa đầu vào đó được, nó mới được làm người. Chúng ta thấy cơ hội khó không ạ? Quá vô cùng là khó. Trong khi đó, cơ hội để chúng ta làm người còn khó hơn thế gấp trăm, gấp nghìn lần. Vậy, bất kể chúng ta sinh ra giàu hay nghèo, lành lặn hay tật nguyền, thì không quan trọng bằng chúng ta lựa chọn sống như thế nào, sống yêu thương như thế nào để một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Và bây giờ, hãy để những yêu thương đó, hãy để những thông điệp đó từ những cô gái thiên thần của chúng tôi chạm đến quý vị với Một Mai Có Bay Lên Trời. Người.